hello xin chào mọi người và chào mừng mọi người đã quay trở lại với serial channel trong phần này tôi sẽ giới thiệu với anh em phần cao cấp hơn trong tìm đường a star và dành cho những lập trình viên tài năng à, để bắt đầu thì tôi có một cái bản đồ để định nghĩa các vật cản và những offset có trong game và anh em hãy xem video cài đặt bản đồ a star này như thế nào ở dưới phần mô tả và rất mong anh em sẽ ủng hộ và trong phần này chúng ta sẽ đào sâu làm sao để có thể sử dụng a star pathfinding project trong code của chúng ta Và giới thiệu với anh em một kỹ thuật Rất hay ho trong Unity Và để biết đó là gì thì anh em hãy xem hết Đến hết video nha Ok Chuẩn bị sẵn cho anh em thì tôi sẽ xóa các component không cần thiết đi Và có một con quái với một cái component là Circle Collider Và một component tôi thêm từ ASTAR Project Pathfinding Là Seeker Và tôi sẽ tạo thêm một cái script mới là Anime AI Để có thể quản lý AI cho đối thủ của chúng ta quan trọng nhất trong việc ai của chúng ta có thể tìm đường đi tới nhân vật cũng như là di chuyển theo nó thì đầu tiên chúng ta sẽ quản lý cái việc ai của chúng ta có thể tìm đường đi trước đã để có thể tìm đường đi thì tôi sẽ tạo thêm một vài variable mới liên quan tới việc tìm đường và đương nhiên rồi để sử dụng a star project trong code thì anh em phải khai báo nó bằng việc đó là anh em sẽ thêm một cái đó là using namespace pathfinding và tôi sẽ thêm một vài cái thứ nhất sẽ là cái sticker của chúng ta sticker ok cái thứ hai tôi sẽ đặt tên nó là path tôi sẽ đặt đây sẽ là cái đường hiện tại mà con quái nó sẽ đi theo anh em nhé cái thứ ba sẽ là public một cái transform của mục tiêu của con ai chúng ta sẽ đi theo và tôi sẽ đặt nó là target nha và để dễ cho anh em thì đầu tiên khi mà bắt đầu game con quái chúng ta nó sẽ tính toán một cái đường và nó sẽ đi theo thằng player này anh em nha. Rồi. À tôi sẽ tạo thêm một cái script, à, một cái function mới và tôi gọi nó là calculator path. Đây sẽ là function quản lý cái việc mà chúng ta sẽ tạo ra một cái đường đi cho con quái của chúng ta. Thì trong cái này à đầu tiên là tôi sẽ check xem sticker nó có à hoàn thành hay chưa Ví dụ như là khi mà anh em đang tạo một cái đường và anh em tạo thêm một cái đường khác là nó sẽ có hai cái đường đúng không thì chúng ta sẽ tránh cái việc đó bằng cái việc là chúng ta sẽ check sticker Eden ha và chúng ta sẽ uh, start path chúng ta sẽ tạo một cái đường mới từ cái vị trí hiện tại sẽ là transform.position đúng không và cái vị trí mà chúng ta muốn đi tới sẽ là target chấm uh, position ok và cuối cùng sẽ là on path delegate callback thì đơn giản thì nó sẽ là một cái function được gọi khi mà cái đường của chúng ta nó sẽ đã tính toán xong nhé và tôi sẽ tạo thêm một cái là on path delegate callback function thì đây sẽ là cái function được gọi khi đường đã hoàn thành và tôi sẽ truyền vào một cái và tôi sẽ truyền vào cái function này một cái parameter là cái đường mà chúng ta đã tính toán. Trong function này tôi sẽ kiểm tra xem cái đường mà chúng ta đã tính toán nó có bị lỗi hay không. Đương nhiên rồi, nếu như lỗi thì chúng ta sẽ thoát ra khỏi function luôn. Và ngược lại thì tôi sẽ gán cái path bằng với cái đường mà chúng ta vừa tính. Và anh em có thể để ý là tôi ở đây tôi bị lỗi một cái đó là tôi đã đặt tên trong cái function bằng với cái tên ở ngoài nên là tôi sẽ chuyển cái tên trong function. À cái path nó sẽ bằng b anh em nhé và một hồi nữa thì tôi cũng sẽ thêm một hàm ở ngay đây gọi là move to target để giúp AI của chúng ta có thể di chuyển theo cái đường đi ngắn nhất mà chúng ta vừa tính đó tới chỗ thằng player nha. Vậy là xong và khi bắt đầu game thì chúng ta sẽ gọi cái calculator path này một lần để AI của chúng ta có thể tìm được đến vị trí của thằng người chơi. Và để AI biết được cái vị trí của thằng người chơi ban đầu đó thì có rất nhiều cách nha nhưng mà tôi sẽ sử dụng cách đơn giản nhất đó là sử dụng phim object of Type và anh em tìm thằng player bằng việc đó là anh em tìm player script cái script mà thằng player chắc chắn sẽ có ha và chấm game object và chấm transform và ok khi bắt đầu game thì con ai của chúng ta nó sẽ vẽ đường đi ngắn nhất để có thể đi tới thằng player rất là tốt Tiếp theo thì bây giờ chúng ta sẽ thêm một cái tính năng rất là quan trọng đó là AI có thể di chuyển theo mục tiêu nhân vật mà chúng hồi nãy tôi đã nói. Và tôi sẽ tạo thêm một cái function mới gọi là move to target ha. Và trong phần này tôi sẽ giới thiệu với anh em một cái một cái rất là quan trọng à, rất là hay ho trong Unity chính là coroutine. Và tôi sẽ thêm một cái variable mới gọi là mu coroutine ha. Thì để mà di chuyển một nhân vật thì thường chúng ta sẽ làm nó trong cái hàm update. Nhưng với coroutine thì chúng ta cũng có thể làm cái điều đó. Với update thì nó sẽ gọi theo mỗi frame, mỗi uh, FPS à. Và coroutine cũng vậy, nó sẽ gọi liên tục theo cái thời gian mà anh em đã đặt ra cho nó. Và anh em lưu ý giúp tôi đó là coroutine nó sẽ được đính kèm với cái game object mà nó chạy nên là tôi sẽ kiểm tra xem nó có coroutine nào đang hoạt động, đang chạy hay không. Và nếu có thì tôi sẽ ngừng nó lại luôn Sau đó thì tôi sẽ chạy lại cái coroutine Cái mu coroutine của chúng ta lại Bằng cách đó là start một cái coroutine mới Và gán nó cho mu coroutine ha Ở đây thì tôi sẽ tạo thêm một cái function mới Tên là mu to target coroutine và anh em lưu ý giúp tôi đó là thay vì để là void một cái function như bình thường thì chúng ta sẽ để nó là enumerator và copy tên xuống ha và như hồi nãy tôi đã giới thiệu với anh em thì cái đường đi ngắn nhất mà chúng ta trả về thì nó sẽ có chứa một cái là vector pack thì cái đây sẽ là đơn giản nó sẽ là một cái list mà chứa những cái vị trí trong cái đường đi ngắn nhất mà chúng ta trả về ha rồi và để có thể nhân vật có thể di chuyển tới cái thắng gate thì đơn giản là chúng ta sẽ bắt nó đi hết cái cái đường này thôi ok và để làm điều đó thì tôi sẽ tạo thêm một cái variable mới gọi là current waypoint bằng không thì khi mà bắt đầu thì chúng ta sẽ bắt đầu ở vị trí không vị trí đầu tiên ha và để đi hết cái đường đó thì chúng ta sẽ loop tất cả cái uh, park đó cái vị trí trong cái đường ngắn nhất đó ok và để di chuyển một cái nhân vật thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải lấy cái hướng của cái nhân vật đó trước và tôi sẽ tạo một cái vector 2 direction sẽ bằng với lại uh, Ép, tôi sẽ ép kiểu cái path chấm vector à, current bay point trước anh em nhé và tôi sẽ trừ nó cho uh, vector 2 của transform chấm position và tôi sẽ normalize nó lại ok để chúng ta có thể lấy vector đơn vị anh em nhé và sau khi chúng ta đã có hướng của cái uh, thằng sau khi chúng ta đã có hướng ví dụ như con nhân vật của chúng ta nó cái đường đi ngắn nhất nó trả về là đây đúng không đó thì chúng ta muốn nó di chuyển sang đây thì chúng ta đã có cái hướng là di chuyển sang trái này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt nó di chuyển bằng cái việc là tôi sẽ thêm lực cho nó tôi sẽ gọi nó là force đi đó. sẽ bằng với lại cái vector mà chúng ta cái vector hướng mà chúng ta vừa tạo nhân với lại uh, move speed À, tôi sẽ tạo thêm một cái video màu mới gọi là move speed anh em nhé ok plot và nhân với lại thêm chấm delta thêm rồi sau khi chúng ta đã có cái lực rồi thì bây giờ chúng đơn giản là transform chấm vision cộng bằng với lại uh, force fox thôi à, ok rất là đơn giản À, và. và cuối cùng đó là khi mà con quái của chúng ta nó ví dụ như cái waypoint ở đây và con quái nó đi đến đây thì nó sẽ phải đi tiếp tới cái waypoint tiếp theo đúng không đó thì bây giờ chúng ta sẽ check uh, xem đó là con quái đó đã tới gần cái waypoint chưa bằng việc là tôi sẽ tạo thêm một variable distance là khoảng cách từ vị trí của AI đến cái điểm tiếp theo trong đường đi ngắn nhất và nó sẽ được tính bằng cách đó là lấy vector2 dot distance à, và chập vào hai cái giá trị là transform position và path vector path current waypoint và tôi sẽ tạo thêm một variable mới là next waypoint distance là khoảng cách mà thằng waypoint tiếp theo sẽ tăng lên khi mà chạm ngưỡng Cuối cùng thì chúng ta sẽ kiểm tra xem nếu distance bé hơn next waypoint distance thì chúng ta sẽ đi đến cái điểm tiếp theo ha. Và cuối cùng đó là tôi muốn khi mà con quái nó di chuyển sang trái thì nó sẽ quay mặt sang trái như thế này. Đó, và nếu nó di chuyển sang phải này sẽ may quay mặt sang phải. Thì đơn giản là nếu như mà cái fox của chúng ta chấm x nó khác không. Ok. Và if Uh, Ford.x Ủa uh, Ford biết vậy đúng không ta chấm ok bé hơn không thì chúng ta sẽ à, dạ, 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 dạ. quá là nhiều thứ để thêm anh em ạ spider renderer à, uh, tôi sẽ gọi là character spider renderer ok chấm transform chấm local scale chữ một một và không ok và ngược lại thôi else à, anh em có thể để như thế này nhìn chấm đẹp này ok rồi và điều đặc biệt ở Enerometer thì đương nhiên rồi đó là nếu anh em muốn set cái function move to coroutine này à, uh, you return nếu anh em muốn set nó sẽ sau mỗi hai giây nó sẽ thực hiện một lần thì anh em có thể sử dụng là new wait for second nhé wait for second đó anh em để, để anh em để hai giây như này thì cứ mỗi hai giây nó sẽ thực hiện cái function này một lần và nếu anh em muốn nó thực hiện theo uh, uh, frame có nghĩa là mỗi một frame nó thực hiện một lần giống như là hàm update thì anh em có thể sử dụng là real return null cũng được đó ok và xong thì bây giờ chúng ta chỉ việc đó là vào enemy chúng ta sẽ thay đổi cái variable mà chúng ta đã thêm thì uh, với move speed tôi sẽ để nó là ba À, uh, next Way Position tôi sẽ để nó là 0.3 nhé. Anh em có thể sử dụng một cái khác cũng được và Tractor Uh, spider Renderer kéo nó vào Ok Thì khi này khi mà anh em chạy game Và hola Như anh em có thể thấy là con quái chúng ta nó đã di chuyển theo cái đường mà thằng player đang định sẵn Và nó cũng sẽ quay đầu theo cái mà chúng ta đã quy định ha Ok rất là tốt Cool Rồi và để cho con quái chúng ta nó có thể thi theo thằng player liên tục thì anh em có thể vào thay vì sử dụng Calculate Pass một lần thì chúng ta sẽ uh, Inbox repeating anh em nhé đó và anh em để cái uh, đây không và repeat rate sẽ là 0.5 giây sau mỗi 0.5 giây thì nó sẽ thực hiện một lần và tôi sẽ bật to nó lên này này lại cuối cùng thì tôi cũng đã giới thiệu xong cho anh em nó là làm sao chúng ta có thể sử dụng A Star Project Pathfinding nó tóm gọn là làm sao để tìm được trong code và à, ok xin cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã xem video này và chúc anh em một ngày mới thật là vui vẻ và cảm ơn anh em rất là nhiều hơn nữa nếu anh em có thể like và subscribe cho video của tôi xin cảm ơn